Mẹ ơi, trên đời này chỉ có mẹ mới cho con những lời khuyên chân thành như vậy rồi mẹ. Hai người làm con nổi da gà nãy giờ luôn á. Mẹ lúc nào mẹ cũng dành lời ngon tiếng ngọt cho thằng Minh nữa đó. Còn đối với con, mẹ nó suốt ngày càm ràm càng nhằn con không à. Ủa sao vậy con? Minh, có chuyện gì vậy con? Hả? Nói mẹ nghe đi nè, Minh. Sao vậy con? Hả? Con bị gì con nói cho mẹ nghe coi có bệnh đâu không? Minh, Minh! Không có gì đâu mà! Minh! Minh! Không có gì đâu mà! Trời, không biết phải làm sao luôn á. Em không ngờ là mình có thể như vậy trước mặt thằng Minh. Bây giờ em nói thiệt với anh nha. Cái cảm giác của em bây giờ giống như là em muốn chết đi cho rồi á. GetJob, tải app nhận việc đi làm ngay. Xem thêm tại getjob.vn. Diệu My à, bạn có khỏe không? Sao bạn không trả lời mình gì hết vậy? Con trai à, chào mẹ. Chưa có tin của Yumi hả con? Sao con? Hả? Dạ. Có tin tức gì của Yumi chưa? Yumi có đọc được tin nhắn của con nhưng mà không biết trả lời. Không sao đâu, nếu mà Yumi có đọc rồi á là con bé nó không có sao hết trơn á, nó an toàn nha. Mình phải có những cái suy nghĩ tích cực lên, đừng có tiêu cực nha con trai. Con xưa giờ cũng nghĩ vậy mà mẹ. Sẽ tới lúc nào đó con sẽ cảm nhận được á, trong tình yêu đôi khi không phải là mình nhận mình mới vui đâu, đôi khi mình phải cho đi thì mình mới cảm thấy hạnh phúc. Con hiểu mẹ nói gì không? Bây giờ cái điều quan trọng á, con cứ giữ những cái kỷ niệm đẹp của hai đứa rồi cầu phúc cho Yumi. Như vậy mới đúng là người đàn ông chân chính, con biết không? Mẹ ơi, trên đời này chỉ có mẹ mới cho con những lời khuyên chân thành như vậy rồi mẹ. Con trai mà phải cứng rắn lên biết chưa? Dạ. Không có được yếu đuối. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ngoan lắm. Đức ơi, hai người làm con nổi da gà nãy giờ luôn á. Nè, giờ này là mấy giờ rồi mà còn nằm ngủ? Dậy đi, lo học bài kìa. Đó, mẹ cứ kìa. Mẹ lúc nào mẹ cũng dành lời ngon tiếng ngọt cho thằng Minh nữa đó. Còn đối với con, mẹ nó suốt ngày càm ràm càng nhằn con không à. Còn ngồi đó nói nữa hả? Học bài nhanh lên. Đúng là hỏi con ruột con đó. Con trai. Dạ. Chừng nào mà nó không chịu học bài á, con cứ nói mẹ, nghe chưa? Dạ. Con trai ngoan lắm. Cố lên. Cố lên. Em không thấy là trên đời này làm gì có người mẹ tuyệt vời vậy hả? Em thử ra đường tìm coi, làm gì có người mẹ thứ hai như vậy? Tuyệt vời đối với anh thôi. Có mũ quý. Cả nhà ơi. Gì đó con? Ba. Mẹ. Ủa, ba mẹ đâu vậy? Ừ, ba mẹ đi Vũng Tàu thăm người quen và sẵn đổi gió luôn, chắc mai ba mẹ mới về. Dạ vậy hả? Ba mẹ, hả? Con nhận được bằng khen của hội đông y nè. Trời đất ơi. Vậy đó. Dạ. Chúc mừng con nghe. Dạ, ừ. Cảm ơn ba. Mẹ cũng chúc mừng con ha. Thôi đi không? Đâu. Ủa? Ủa chị. Chú Phúc. Dạ. Ủa chú đi luôn hả? Dạ em tiễn ba mẹ đi. À chú, tôi định là hôm nay mình tổ chức tiệc á. Dạ tiệc gì chị? À, cái tiệc á là tôi nhận được cái bằng khen của hội đông y nè. Dạ. Tiệc gì chị? Nhận được hội bằng. Em không nghe. Ờ, chết, để đi ba mẹ cái nha. Đợi con với, đợi con với. Cái thằng này. Ê, cái gì vậy? Anh coi nó mà. Em
đừng có đó anh. Anh còn đâu ăn? Đừng có đó anh. Mày không ăn mày sống được không? Hai đứa. Hai đứa. Dạ. Hôm nay mẹ rất là vui. À, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời nữa. Hai con ăn tiệc chung với mẹ nha. Ủa, tiệc gì mẹ? Tiệc, thấy gì không? Bằng khen của mẹ đó. Trời. Hội đồng y cho mẹ đó. Thiệt đó mẹ? Ừ. Trời ơi, sao mẹ của con giỏi vậy? Thì đó. À. Hôm nay mình ăn tiệc nha. Ok. Dạ. Ok. Yeah. Vô cái chúc mừng mẹ coi nè, hai đứa. Dạ. Khoan, trời ơi, chúc mừng gì mà sao lại thiếu tôi vậy? Ông xã, vô đây. Trời ơi, về đúng lúc quá à. Xa, mẹ con đãi tiệc rồi ha. Chứ sao, vô nha. Vô. 1, 2, 3, vô. Chúc mừng người phụ nữ tài giỏi xinh đẹp của lòng anh. Chúc mừng bằng khen của em. Cảm ơn ông xã. Chúc mừng người mẹ vĩ đại của con. Cảm ơn con. Con chúc mừng mẹ, người mẹ yêu dấu của con. Cảm ơn con trai. Rượu ngon em ạ. À. Rượu ngon mồi bén. À, đương nhiên ngon rồi. Mẹ ăn bò nè mẹ. Cái rượu này á là cái rượu mà chúc mừng em mà đúng không? Ủa sao anh uống hết đi? Không, rượu mà uống nhiều quá mới vô anh bị ngợp em. À, rồi thôi vô cái nữa đi. Vô. Vô. Ai cũng bỏ đi hết rồi. Ông xã. Ông xã ơi. Dậy. Dậy uống với em. Chúc mừng bằng khen. Làm nhạc. Làm nhạc cho em nhảy. Ông xã. Dậy. Ngon quá. Hết rượu rồi ta ăn ngon. Ông xã. Vậy uống rượu. Ta da di 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 cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì mà tùm lum vậy nè? Trời đất ơi, sao nó nhậu nhẹt ở đây vậy? Rồi trời ơi, rồi say xỉn rồi ngủ luôn cái này là sao? Trời ơi, đó bởi không có tôi ở nhà coi tùm lum ta la chứ. Ủa mẹ, ba. Ừ. Sao chồng con nhậu nhẹt rồi ngủ đây vậy con? Dạ, hôm qua tụi con vui quá cho nên hơi quá chén. Thôi kêu lên lầu ngủ đi. Ủa? Mấy đứa nhỏ đâu, đi đi học hết rồi hả? Dạ không, bữa nay cuối tuần mẹ chắc con ngủ trên lầu á. Ôi à, thôi dọn dẹp hết đi rồi dạ, kêu nó xuống dạ, sáng. Dạ, để con. Gì đâu mà ghế. Ơi, thiệt là tình. Minh, lại ăn này con. Ngồi ăn đi con. Con sao vậy? Hả? Có gì không mẹ? Có chào cả nhà. À, cả nhà. Ơi. Dạ, cả nhà ăn gì vậy ạ? Ăn sáng này ngồi đây bà đi làm cho. Ôi, được rồi bà ơi, để con tự làm cho. Ủa chú Hạnh đâu rồi bà? Chú Hạnh còn ngủ ở trên. Ủa còn Mẫn ạ? Mẫn cũng còn ngủ ở trên. À, Minh, hôm qua ngủ ngon không? Ừ.
Ủa sao vậy con? Minh. Thằng này sao vậy ta? His brand new car and I had a fantasy. Không phải là như vậy. Quên đi mà Minh. Không phải là như vậy đâu. Thôi Minh à, nhớ chú Mi nữa hả? Dạ mời vào ạ. Con. Thôi mà Minh ơi. Minh à. Để con nói chuyện với con. Dạ. Minh. Minh, có chuyện gì vậy con? Hả? Nói mẹ nghe đi nè, Minh. Sao vậy con? Hả? Con bị gì con nói cho mẹ nghe coi có bệnh đâu không? Sao nhìn mặt con xanh xao quá vậy? Hả? Không có gì đâu mẹ. Chắc chắn là phải có chuyện gì mà, nói mẹ nghe đi. Con. Con sao vậy? Con bị đau ở đâu? Nói mẹ nghe coi. Minh, con đừng có làm vậy, mẹ sợ lắm. Minh, Minh à, à, không có gì đâu mà. Minh à, Minh à, không có gì Minh à. Ủa gì trời à, nó bị sao vậy con? Vậy chắc không phải là chuyện Yumi đâu. Để con tìm hiểu cho. Ờ, con đi hỏi nó giùm cô nha. Dạ. Ôi. Minh ơi, Minh à. Minh ơi, bà sao vậy? Minh à? Minh à? Bà sao vậy? Ông à, tôi ước gì tôi quên hết được chuyện tối hôm qua. À! Chuyện tối qua là sao? Bình tĩnh, nói tôi nghe coi, chuyện tối qua là sao? Minh à, nói tôi nghe đi mà Minh. Nói tôi nghe đi mà chuyện tối qua là sao? Bình tĩnh lại này Minh, Minh. Long, Long, sao rồi con? Hả? Nó nói con làm sao? Thiệt hả? Dạ. Long ơi. Long. Làm gì đụng mình dữ vậy trời? Nay nói sao vậy? Alo. À, em hả? Thôi về nhà đi. Hôm nay em ngủ ở phòng khám. Thôi mà, anh biết hết mọi chuyện rồi. Em mắc cỡ với con mình chứ gì. Giờ em không biết phải làm sao luôn á. Em không ngờ là mình có thể như vậy trước mặt thằng Minh. Bây giờ em nói thiệt với anh nha. Cái cảm giác của em bây giờ giống như là em muốn chết đi cho rồi á. Em chỉ muốn là một người mẹ. Một người mẹ tuyệt vời trong mắt con mình, trong mắt của thằng Minh thôi mà bây giờ. Anh hiểu cảm giác của em không? Thật sự luôn, bây giờ em chỉ muốn chết thôi đó anh Hạnh. Thôi mà, cái chuyện có gì đâu mà muốn chết, đừng thấy ghê quá. Thằng Minh nó sẵn sàng nói chuyện với em rồi nè. Nó bình thường mà em, nó là con trai, nó bình thường, với chuyện nó rất bình thường. Em nói chuyện với con nha. Ê, đừng, không cần. Nè, được, nói chuyện với con đi. Mẹ, con rồi mẹ. Cái chuyện lúc chiều Long nói với mẹ là không đúng rồi nha. Tại vì hôm nay con có chuyện riêng cho nên tâm lý con bất ổn vậy thôi. Thiệt hả? Dạ. Thôi mẹ về nhà đi nha mẹ. Ừ. Thank you.
Ăn trái cây nè con. Long Long, dạ. Ăn trái cây nè con. Dạ. Con cảm ơn. Nè con trai. Dạ, con xin. Hình ảnh về người mẹ lúc say rượu đã lưu lại trong lòng Minh như một căn bệnh nan y trong một thời gian dài. Nhưng về sau, cậu ta lại cho rằng đó là một phần ký ức về người mẹ mà cậu ta yêu quý, nên sẽ không bao giờ quên. Và mãi mãi, tận sau này cậu ta mới nói cho tôi biết điều đó.